Hello, hello. 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 Hello guys. Hello teacher. Cái gì đấy? Bạn nào nói cái gì đấy? Hình như bạn Dũng đấy cô. Trời ơi, bạn Dũng là bạn nào đây? Hello teacher. Bạn Dũng đây rồi. Hello, I'm fine. Hello teacher. Very good. Hi, cô. Hi, how are you? It's Sunday already. How are you today? We are good. Hôm nay có quiz không ạ cô? Anh hôm nay we have quiz. Quizzes every day. Ôi cô, hôm qua chơi anh em học được nghiên rồi, chưa chơi chơi cái quiz mà như buổi trước chán chán hôm qua. Quiz nào là quiz chán vậy? Cái quiz mà hôm nay chơi quiz ấy bạn đó. Ấy bạn đó là quizzes á cô. Quizzes không hay á? Ý bạn đó kiểu giống như là mình chỉ cần trả lời câu hỏi chứ không có gành đùa cái kiểu rồi hiểu. Mặc dù nó chán chán nhưng mà vẫn học mặc bài học. Hello. Đúng rồi. Hello. Chơi cả hai đầu tiên chơi quiz okay. Sang blockchain vẫn được mà. Đúng rồi. Ok. Mấy hôm nay con thức khuya. Buổi thức sáng à? Dậy thức lúc 9 giờ sáng. Nói tiếng Anh được không vậy? Đây là lớp tiếng Anh. Ok, ok. Cho xin tụi con nói tiếng Việt một chút hả? Ok, so it's Sunday already and we have a whole new week ahead tomorrow. Ok, so let's begin our lesson. Ok, so does anyone have anything special? Anything interesting to tell before I start the lesson? No. No? Ok. You did, but you say it in Vietnamese. Okay. Cô sẽ hôm nay cô chuẩn bị nhiều quiz á, yên tâm. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải học một chút cái đã. Okay, so in the last lesson we've learned about was and were, which is the past simple form of to be, right? Okay, so the were with it. Tắt mic. Không tự động bật, khi nào cô bảo bật thì bật nha. Okay, so were we use for plural subject and was we use for singular, okay? Cái này thì các con nắm được rồi. Hôm nay chúng ta có một vài bài để ôn tập thôi. Bây giờ cô có 5 câu. We have 5 questions. So I need 5 students to do this type of task, okay? Put these words in order to make questions, then write the short answer. So we have first one here is the example. Were you bored? Yes, I was. Đây là câu trả lời ngắn gọn. Yes, I was. Okay, cậu có chán không? Hôm qua cậu có chán không? Chẳng hạn như thế. Có, tớ có chán kiểu như vậy. Rồi, các câu trả lời thì nó sẽ nằm ở cuối câu. Yes này, yes và no. Ok, các con muốn cô mời 5 bạn hay 10 bạn? 10 bạn hiểu không nhỉ? Thì cô sẽ chia đôi cái bảng này ra. Cho con viết mỗi bạn bên thành 10 bạn luôn. Ok, cô xem nào, nhắn cái gì vào đây đây. Ok, Đức An có một suất này. Rồi cô sẽ... Ok, I will write your name here. Ok, bạn nào muốn viết lên trên bảng thì nhắn tin vào trong chat cho cô để cô biết. Thế Vinh câu 2, nhớ là cô đã gọi thì phải viết được nhá. Bạn nào nữ? Mỗi bạn viết một lần thôi thì cô sẽ viết Trần Thu Huyền. Câu 3 này, Phúc Khánh câu 4 này. Ok. Sang. Bạn là bà Sang. Cô Năm nhé. À. Cô ghi nhầm tên bạn Thế Vinh rồi để ghi lại.
Ok, con còn viết đi. Muốn cô gọi thêm không? Ơ, cô viết chữ thế mà nhỉ? Sao nó không ra chữ? Bể kẹo. Rồi, sao? Thế Vinh, Thu Huyền, Phúc Khánh, and Bá Sang, can you write your answers on the screen? Okay, you can do it now. Con viết luôn nhá, cô để cho con viết rồi đấy. Đến giờ viết rồi. Ừ, Thu Huyền viết kiểu gì đấy con? Viết, nhớ viết bằng text nhá, viết bằng text. Cái text của con nó to lắm cô. Thế thì con có thể chọn cỡ chữ được mà. Con chọn được cỡ chữ đấy, ở chỗ format ý. Hoặc con chọn phông, con số, con chọn số 18. Phông chữ 18 là con có thể viết được. Bạn nào muốn đâu làm? Có được đâu cô. Cái đó nó đâu có hiện lên gì đâu. Bạn Phúc Khánh bạn viết được nè. Bạn Phúc Khánh bạn viết bé bé được nè. Viết đúng là dòng. Chưa đủ đâu, em viết thiếu cô. Ừ, ok cô thấy rồi. Ý cô là về cỡ chữ là ổn rồi. Em không biết text. Anh viết ở đây hả con? Cô đã bị lỗi, cô còn đợi chút để chỉnh lại ạ. Ok con. Sắp xếp lại câu. À, sắp xếp lại từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Ô, một sao cứ nghe cái điều nhỉ? Có bị thừa từ first không ạ? Cô nó kiểu nó tự biến mất đấy cô, con người nó gõ rửa cho nó mất hết luôn. Thế nó hiện luôn cô. Chả hiện tại sao chứ. Sao đang gõ nó lại bị mất á, sao lại thế nhỉ? Đúng rồi cô. Thật. Nếu con đừng gõ cái đi, nó biến mất rồi. Chưa nhấn enter nó đã ấy rồi. Không, các con đừng nhấn enter, các con bỏ cái chuột ra bên ngoài rồi nhấn ra bên ngoài chưa, thì nó chưa nhấn enter nó đã hiện rồi. Chưa nhấn enter đã hiện rồi. Ok, cô hiểu rồi. À, ông vậy cô chung sống vậy. Chung sống, đúng không? Chung sống lũ. Ok, để xem nào. À, con đã bị rồi cô ơi. Thế Vinh, con có viết được không? Con không viết được bằng text à? Hay là con thử viết bằng kiểu viết bằng nét vậy? Tin học dở quá. Trời ơi. Ở trường các con được học môn thể nhầm môn tin học chứ đúng không? Were you and your friend told? Nhớ là yes cộng với cái đoạn short answer đằng sau nhá, Bá Sang nhá. Nếu mà chỉ viết là yes thì chưa đúng lắm đâu. Tất nhiên là văn nói thì mình có thể là yes luôn, nhưng mà mình đang cần short answer. Kiểu như là how are you? À đâu, cái gì nhỉ, không phải. Are you okay? Yes, I am. Kiểu thế. Nào xem các bạn nói cái gì ở trong chat này nào. Tin học á? Cô thấy chẳng cần học, mình tự mày mò ra mình biết nhỉ? Nếu như mà mình đúng sự tò mò cơ thì mình có thể học được ngay máy tính của mình. Không, mà cũng có nhiều thứ phải học thật đấy. Phức tạp hơn. Cô thấy có bạn còn học lập trình cơ mà. Programming cơ mà. Con học lập trình. Em nói thật. Em nói kém. Không sao. Học là mình sẽ nắm được hết thôi. Đúng rồi, cô thấy là có bạn là Tina làm câu 1 ở trong chat cũng. Cô nghĩ là đúng rồi, đúng rồi. Khổ thân Đức An cứ viết một vài từ phải viết lại đúng không con? Có cần con làm
Cô nghĩ là cô sẽ gọi bạn Jasmine làm giúp cô cái câu của bạn Thế Vinh nhá. Đấy, hình như bạn Thế Vinh không làm được. Này. Cô à, xong rồi cô ơi. Rồi, cảm ơn con, Đức An. What's your first tall teacher à? Rồi, lát xem có đúng nhá. Jasmine là bộ cô câu 2 này. Okay, were you and your friends cold? No, we weren't. Was your mobile in the back? Ew, ai đây? Hồ Diền đây. Ok, bạn Khánh nhá. Nếu câu trả lời là no thì mình không thể trả lời câu ngắn. Cái short answer là no it was được. Chỉ có thể là yes it was thôi. Còn no thì it was gì? Sở hữu cô. Were we near the lake? Yes, we were. Rồi. Đức An nhá. Check lại cho cô cái câu của con ý. Was you first tall teacher đúng không? Câu hỏi đấy. Cái cấu trúc của câu hỏi này của chúng ta, cấu trúc yes, no ý, giống như câu were you born? Thì mình sẽ có cấu trúc là was hoặc là were cộng với chủ ngữ. Chủ ngữ thì có thể là một danh từ hoặc là cụm danh từ đúng không? Cộng với tính từ. Có phải là bạn thế này không? Có phải là bạn như thế kia không? Có phải là bạn chán không? Có phải là bạn cô như... biết làm thế tại vì là con biết nếu biết rồi con biết nước kiểu nó bị nhảy nhảy cô con xóa đi con biết lại. Đúng rồi. Cô con biết đúng là được. Con biết đúng là được. Nếu mà nó có lệch một chút thì cũng không sao, nhưng mà viết đúng cấu trúc là được con ơi. Rồi, ok. Cô nhìn qua thì thấy câu của bạn Bá Sang này, bạn Khánh và bạn Thu Huyền đúng rồi. Nhớ là sau yes và no phải có dấu phẩy nhé. Nếu mà các con viết được đầu câu viết hoa ấy, thì là hoàn hảo luôn. Cái này thì phải luyện tập. Ok, Đức An và Jasmine. Sao bạn Đức is me ở trong chat hỏi là sao? À, là em không biết cái bạn Dũng làm gì mà cười á cô. Con không biết bạn Dũng làm thế nào mà bạn lại cười, xong rồi con hỏi là xong cô lại không biết là vì sao con lại hỏi. Thế cô cũng trai cái gì mà đây nhá. Yes. Yes, câu trả lời ngắn gọn thôi con ạ. Yes, he was hoặc là yes, she was chẳng hạn. Đó, thì sẽ. Đó. Ok, were his shoes broken? Yes. Ê, con là xong rồi. Các bạn nhìn giúp cô câu của bạn Jasmine có đúng không? Câu của bạn Jasmine có đúng không? Chủ ngữ ở trong câu này là his shoes. His shoes là một vật đúng không? Là giày, đôi giày của anh ý. Thế mà trong câu trả lời thì lại thành he. He thì chỉ để chỉ người thôi đúng không? Jasmine nhá, sửa lại giúp cô nhá. Đức An này, was your first teacher tall? Yes. My teacher was tall. Ok, câu này là câu trả lời long answer. The short answer là gì? Yes, my teacher was. Oh, yes, he was. Yes, he was. Mình sẽ thay cái động, cái chủ ngữ đấy thành đại từ. Giống như là I, you, we, they, he, she, it ấy. Đấy, mình sẽ biến đổi về cái đấy. Chứ mình không bê cái my teacher vào nữa con ạ. Ô, cô my teacher thì đâu biết là con trai con gái cô. Không sao cả. Không sao cả. Không sao. Miễn là mình để là he hoặc she đều được. Còn ai làm bài này thì làm theo ý hiểu của người đó thôi. Ok, đúng rồi các bạn ơi. Đó, Đức An có muốn sửa nữa không? Cô sẽ cho chúng ta xem đáp án. Có phải em sửa lại cái... thôi, cô đổi đáp án thì thôi ạ. Ok, cô mở đáp án rồi. Rồi, thì cô sẽ xóa bài của con ở trên này để hiện đáp án nhá. Ok, đó. Thế thôi, dễ mà đúng không? Were his shoes broken? Yes. They were. Okay, his shoes.
Mình phải biến nó thành they. Chứ làm sao mà anh ấy được, đúng không? Mặc dù là giày của anh ý, nhưng mà giày của anh ý thì là đồ vật mà. Are you okay? Rồi, tốt. Rồi, cô cần đến 5 bạn nữa. 5 bạn nữa. Task number 6. Write complete questions with was or were. Then write true answers for you. Okay. Lần này thì câu trả lời là gió có cọt nha. Thế thì cô sẽ gọi 5 bạn làm câu hỏi trước. Sau đấy cô gọi 5 bạn khác làm câu trả lời nha. Okay. Đây không phải là bài sắp xếp lại câu, mà là mình sẽ có những cái từ gợi ý. Sau đó các con phải viết câu này thành một câu hoàn chỉnh. Yeah, rồi bạn nào? Tina, câu đầu tiên. Nhắn từ từ bình tĩnh ở trong chat thôi để cô xem nhé. Bạn Phúc Khánh mà spam thế này là cô không gọi đâu. Chúc Anh, câu 2. Thấy Tina với cả Đức An với cả Phúc Khánh ở trong này. Con vịt nuôi rất nhiều. Là ai đấy? Bạn nào nhỉ? À, bạn mèo nhà chồng tên là gì đấy? Bạn mèo nhà chồng tên là gì để cô viết vào đây nào? Alo, bật mic lên con. Cô hỏi tên con là gì thế? Alo. Chắc bạn nó không có mic à cô? Không có mic à? Rồi cô cần một vài bạn nữa. Lê Minh Nhật nha, cô gọi bạn Minh Nhật. Minh Nhật viết được không con? Okay, các bạn khác viết nhanh quá. Đức An. Để cô xem hôm nay có những bạn nào trong lớp này. Trời ơi, thôi con không vẽ được, con chỉ cần viết thôi, không cần vẽ. Lucy. Lucy, con có viết được không? Cô gọi con viết câu số 4 nhá. Được không? Ôi cô, con đang ở ngoài. Con đang ở ngoài, rồi. Bạn nào mà tên toàn chứng nhận thế này, cô không viết được đâu, cô không biết được tên con đâu. Bạn đấy viết cho cô. Bạn ca dinh lưu đi cô. À thế á? Em làm việc Đức rồi. Rồi, ok con. Lần sau con phải để tên tiếng Việt cô biết được. Rồi, ok, còn bạn nữa. Nào nữa, Đức An à? Rồi Đức An cho viết lại câu này nhá. Bài lúc nãy thì hơi sao có viết là Đức Anh à? Nhầm, Đức An câu cuối. Ok. Rồi, các con viết giúp cô. Con vịt nuôi rất nhiều. Pet là mình. Chả hiểu pet là gì. Ok, con viết đi. Thôi, cô có nhiều quiz lắm luôn. Ôi, con này thế được rồi cô. Hả? Thôi tập trung viết nha. Các con chỉ viết câu hỏi thôi. Còn lát nữa cô sẽ gọi vài bạn lên và trả lời giúp cô câu đấy. Nói. Không phải viết nữa. Nói theo ý hiểu của con thôi. Không cần phải là sự thật. Giống như câu đầu tiên. Cô. Nhưng mà nó lại có dung cảm. Đúng rồi. Thiếu dấu hỏi chấm. Con vừa bấm vào lên nó. Rồi, đúng, câu Đức An đúng rồi. Thôi, cô chưa con nào ra, con đuổi máy ạ. Ok con, rồi, lát vào lại nhé. Rồi, Đức An. Đúng rồi, chấm được cô. Đức An chuẩn. Tina xem nào, were you late for school on Monday? Đúng rồi, giỏi. Các con cứ theo đúng quy tắc là to be cộng với chủ ngữ, sau đó cộng với tính từ. Và còn đoạn sau thì chúng ta sắp xếp theo ý. Theo ý nghĩa là nó cho nó chuẩn là được. Ok. Bạn Trúc Anh nhá, nhớ đây là câu hỏi các bạn, cho nên là chúng ta sẽ phải đảo to be nấu câu. Đúng không?
Your friends were thì lại là câu khẳng định mất rồi. Were phải đứng ở đâu mới thành câu hỏi. Minh Nhật có viết được không? Việt Đức con. Ơ, đâu rồi? À đây rồi. Who is? Rồi, yesterday à? Câu 4, cái ý nghĩa của nó là gì? Hôm qua là ngày thứ mấy? Đúng không? Hôm qua là ngày thứ mấy? Hôm qua là ngày nào vậy? What day to eat? Đúng không? Your friends tired. Các bạn khác nhá, cứ nhìn cái câu của bạn Tina và bạn Đức An ấy. Ngon thấy không? To be này. Cô xem cô bạn Tina cho cô ạ. Không cần xem cổ con được. Không, của con cũng đúng thì cô bảo các bạn cũng xem là đúng rồi gì. Rồi, cậu của con khó nhìn lắm cô. Cùng các bạn phải căng mắt mà. Khó nhìn thật nhìn. Vẫn nhìn được. Đúng là cũng phải nhìn để học tập chứ sao. Okay, was this exercise difficult? Đúng rồi. Rồi, cô còn bạn nào không biết được? Rồi, để cô xem nào. Em đang viết cô. Bạn nào viết được viết hộ cô cái thay thế vị trí cho bạn Minh Nhật ở Việt Đức giúp cô. Ghi vào trong chat thì cô mới biết được nha, để cô gọi nha. Thứ hai bạn này cô thấy à đâu, Việt Đức vẫn đang làm, cô nhầm. Việt Đức thì vẫn đang làm, có bạn Minh Nhật thôi. Việt Đức vẫn ở đây. Sorry con. Cho em ý. Phúc Khánh à? Rồi, Phúc Khánh câu 3. Khánh, lúc đấy cô thấy con viết cả một đoạn dài chỉ có tên con thôi. Như thế là chiếm rất nhiều chỗ ở trong khung chat nhá. Và sẽ là thành spam đấy. Nên là con không là sao mình viết ngắn gọn thôi. Viết một lần thôi là cô đọc được rồi. Hi hết. Bạn nào cũng hai hai với hi hi trong này. Tai không nghe, mắt không thấy. Chịu. Quay lúc nãy cô thấy con viết hình như đúng rồi đấy. Con chỉ cần viết cả lại cả câu ra thôi. Ok. Ê, nó bị cái gì á, cô cứ nhanh thôi là nó. Yeah. Nó không cho em bấm luôn, nó ra không cái kết quả. Nếu mà nó ra cái phần con đã viết rồi thì con viết tiếp từ đấy thôi, chứ quay lại sửa thì cũng mất công lắm. Cái Zoom này cô cũng không biết là nó có vấn đề gì nữa. Mình phải sống chung với nó thôi. Phải thích nghi thôi. Ok, câu bạn Tina đúng rồi nhá. Câu hỏi của bạn này. Con sẽ trả lời câu đầu tiên đó như thế nào. Bạn là Jenny giúp cô. Were you late for school on Monday? Câu này con sẽ trả lời như thế nào? Jenny? Were you late for school on Monday? Yes, I were. Yes, I were. Đúng rồi. Rồi. Thế còn không thì sao? No, I could. Wasn't. Yes, nhầm. Vậy là yes, I thì yes, I was. Này. Còn nếu mà no, no, I wasn't. No, I wasn't. Đúng rồi. Đó là cái thành quả khi làm đúng rồi. Nhắn trời á cô. Chúc anh làm chuẩn rồi con ơi. Bây giờ cô hỏi một bạn trả lời câu đó giúp cô xem trả lời như nào. Lucy nhá, lúc nãy con không biết được cô hỏi con nói vậy. Okay, were your friends tired at 9 a.m. this morning? Yes, Lucy. Lucy. Nghe hello. Được. Bạn nào đã trả lời nhỉ? Lucy có phải con có thấy con vừa ở trên màn hình mà chạy đâu mất rồi. Đúng em thì con đang ở trên màn hình, con dùng hai nick. À, ok rồi, nói giúp cô với. Câu hỏi. Câu 2. Were your friends tired at 9 a.m. this morning? Con ấy trả lời như thế nào? Con thưa cô là cứ nói. No,
No? Nosy. Short answer. No, she wasn't. Okay, rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở câu hỏi là chủ ngữ là gì nhỉ? Your friends. Đúng không? Có S ở cuối nó sẽ là số nhiều. Nên... No, they weren't. Đúng rồi, no, they weren't. Rồi, còn nếu mà yes thì sao? Con đưa cô là yes, they were. Đúng rồi con. Yes, they were. Rồi. Rồi, hai câu của bạn Tina và Trúc Anh là to be đứng ở đầu câu. Cho nên nó là câu hỏi yes, no question. Câu trả lời của chúng ta cũng thế. Yes hoặc là no. Nhưng đến câu của bạn Khánh và bạn Việt Đức ý. Thì đây lại là câu hỏi thông tin. Nên là chúng ta sẽ có từ để hỏi ở đằng trước. Như là từ when này. Hoặc là từ what day. Rồi, ok. When was your best friend born? Đúng, rồi. Thiếu rồi, chấm ở đây. Bạn nào trả lời giúp cô câu số 3 của bạn Khánh ấy. Bạn Phương này. Không cần đúng, không cần theo sự thật. When was your best friend born? Yes. Có phải yes không? Đây có phải câu no nữa đâu đúng không? Cái câu này đầu tiên con nói giúp cô xem là câu này có ý nghĩa là gì vậy á? Nghĩa là khi nào bản thân của bạn born là gì cô? Born là được sinh ra đấy, có nghĩa câu này hiểu nôm na là bạn thân của bạn sinh vào năm nào. Sinh thì mình sẽ trả lời như nào? Sinh là trả lời là chủ ngữ này, chủ ngữ là gì? Your best friends. Your best friend born was born was born xong rồi trả lời đến năm luôn hả cô? In năm nào? In 2010. Rồi. Không phải your best friend nhỉ? My best friend chứ. Hỏi của mình mà đúng không? Rồi. My best friend was born in 2010. Mình không đọc là 2010 đâu. 2010. Okay. Rồi, ơi. Rồi, cảm ơn Phương. Việt Đức ơi, yesterday là ngày hôm qua rồi mà thế mà con vẫn chia nó ở hiện tại. Có đúng không? What day is it à? What day is it yesterday à? What day is it today? Thì ít ra là còn chấp nhận được đúng không? Hôm nay là ngày thứ mấy? Mà hôm qua nó qua mất rồi, phải là quá khứ chứ. Bạn nào sửa giúp cô câu này và trả lời luôn giúp cô nhá. Bọn này bạn nào nhỉ? Võ Khả Tuệ. Ok, Cathy, con đã trả lời giúp cô không? Rồi, con sửa giúp bạn Đức ấy. Cho cô câu này, câu số 4 ấy. What day? What day? What day? Who? Yesterday. What day was it? Yes. Rồi, trả lời luôn giúp cô. Yes is what? Yes. Họ hỏi hôm qua là ngày thứ mấy? Mình phải trả lời là hôm qua là chẳng hạn đúng không? Mình phải cung cấp thông tin cho họ. Today was. Vậy. Saturday. Wow, yesterday was Saturday. Ok, rồi nha con nhá, câu của con thì đúng đấy, đúng về ngữ pháp ấy, nhưng mà áp dụng vào đây thì nó chưa được chuẩn lắm đúng không? Rồi, ok, nốt câu của bạn Đức An, bạn Xuân An. Xuân An, con có đây không trả lời giúp cô câu số 5 đấy. Was this exercise difficult? Wait a minute. Xuân An. Con bò ngáo đá. Dạ, cô gọi sao cô? Ok, trả lời giúp cô câu số 5.
Was this exercise difficult? Cô nó bị đứt cái chỗ là yes hay là no rồi cô? Sao sao? Đấy, câu số 5. Dạ là yes, it was, hoặc là no, it wasn't. Rồi, đúng rồi. Rồi, giỏi, giỏi. Thế, các con chỉ cần nhớ thế thôi. Dễ mà. Yeah. Cho con một sao đi cô. Ok, rồi. Mai chúng ta mấy giờ rồi nhỉ? 8 rưỡi. Chút nữa con chơi quiz với lại... Có quiz. Ok, cho cô... Luôn kết không cô? Đó. Phần cái cô đã... Cô nãy nói. Để cô nói nha. Ok. Rồi bây giờ cô sẽ dạy sang cái phần khác, nó sẽ là câu hỏi với how để chỉ gì nhỉ? Okay, so we use how to express what. Chúng ta sử dụng từ how để miêu tả cái gì? Chẳng hạn như cái câu, okay, for example, the first one, how old is the ring? Miêu tả đặc điểm hình dáng tuổi tác. Miêu tả tính chất, miêu tả là mọi việc diễn ra như thế nào, làm thế nào. Miêu tả đặc điểm ạ. Đúng rồi. Tả cách sẽ làm miêu tả việc. Mức độ. Chẳng hạn như câu 1, how old is the ring? Có nghĩa là mình muốn biết là cái nhẫn này nó cũ đến cái mức độ như thế nào rồi. Hoặc là how expensive was it? Mình muốn hỏi về giá tiền xem nó đắt rẻ như thế nào, về cái mức độ, về cái giá tiền của nó. Ok, rồi. Bây giờ cô cần một bạn thôi. Gạch chân giúp cô những cái tính từ trong 5 câu này. Trong các câu còn lại, từ câu 2 đến câu 5. Tính từ. Có những tính từ nào trong các câu này? Huy Trường. Thôi, Huy Trường nếu mà con nói được thì cô hỏi luôn nhá, không phải ghi nữa. Ok, trong câu 2. Tính từ là từ nào thế? Ok, câu 3. Và là big. Big. Câu 4 nào, number 4. Difficult. Ok, and the last one, number 5. Bạn nào? Đọc như nào con nhỉ? Was. Surprised. Kể cái... Ai kể cái gạch dày với dày. Chén lên cả cái gạch của cô nhá. Okay, how old is the ring? How expensive was it? How big was the fish? How difficult was it to find Todd? And how surprised was Todd? Okay, bạn nào gọi là generalize, khái quát lên cho cô một câu hỏi có how, dùng động từ to be, khái quát lên như nào? Ok, Đào Khánh Linh. Con hãy nhìn xem. Con hãy nhìn tất cả 5 câu trên bảng và cho cô cái cấu trúc cho câu hỏi về how như thế nào nhỉ? Con cứ nói đi. Cô có đáp án rồi cô. Hả? Đáp án đi. Con có đáp án rồi cô, có cái cấu trúc đo tướng ở trên how cộng adjective. Không, chưa hết. Đã có động từ đâu. Đã có chủ ngữ đâu, đúng không? Cô cần cấu trúc khái quát cơ mà. Cô gợi ý thế là hết. Nào, bạn nào giúp cô đi. Khánh Linh con đâu rồi? Cô gọi bạn khác. Vậy cô chưa thấy nghe con nói. Cô thấy con bật mic rồi nhưng mà chả thấy tiếng. Nào, trả lời cho cô không? Ok, chọn chi nào cô á. Rồi, cấu trúc khái quát nó lên giúp cô. Bật mic nha. Rồi, gì vấn đề gì đây? Bắt đầu câu là how này. Rồi gì nữa? Adjective. Đúng rồi con. Tiếp. Gì nữa? To be. Rồi, be. Đó. Câu gì nữa? How old is the ring? Thì cái the ring là cái gì? Nhân từ cô. Ngữ.
Yes. Rồi. Rồi thế thôi. Trả lời giúp cô. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời. Rồi, đây là bài nối. Đây là bài nối. Kì. Đã thấy giơ tay rồi. Phương. Là cái cô 1. Rồi, cô thấy con khua. Tina làm cho cô 2. Lucy, nếu con viết được nhá, con làm cô số 3. Phương Kenna nhá, bạn Phương này, cô 1, Tina cô 2, Lucy cô 3. Khánh Linh, Đào Khánh Linh. Cô 4. Và bạn là Mi A. Cô đọc thì có đúng không con? Bạn này. Bạn nào cứ đòi chúc anh ơi. Không được điều khiển máy của cô đâu. Rồi. Cô 4 cô vừa ra cho bạn nào nhỉ? Nó tự nhiên nó điều khiển vậy á cô. Chu bá sao sao con lại làm câu của bạn ấy của bạn Khánh Linh. Trời đất ơi, hai bạn cùng làm câu số 2. Xem. Rồi, Phương làm nốt cho cô câu 1 xem nào. Rồi, rồi Phương đọc giúp cô luôn câu 1 nhá. Đọc cả hai câu luôn, câu hỏi và câu trả lời. And cô là how old is the ring? Is 20 years old. Hình như là cái số 20 con đọc hơi bị chưa đúng đây này. Không phải 20 đâu. 12 là số 12 mà, đúng không? Đây 20. Là 12 nhá. Đây là 12 là 12 này. Còn penty nó viết như này cơ mà. Thì nó khác hẳn đúng không? Đấy thì con phải đọc là 20. Đấy, 20 years old. Ừ. Rồi, câu số... câu 1 cô bảo là bạn... Tina nhỉ? Ok, Tina làm đọc cho cô câu số 2. Thanh nhau tiền, thanh nhau. Tina đâu rồi? Con đâu rồi? Bật mic đi. Con tự bật mic được rồi. Con bị khóa mic nào. It was 200. Okay, how expensive was it? It was 200, đúng không? Có đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ok, câu số 3. Bạn, có bạn. Bạn mà tên Nhật ý. Bạn tên Nhật ý. Cô vừa mở mic cho con ấy, con đọc giúp cô số 3 được không? Chịu rồi. Mai Trang vậy. Mai Trang. Ok. So how do you say number 3? Mai Trang. Hello teacher. Ai đây? Cô gọi bạn Hello Mai. Teacher. Con là ai đây? Cô không biết. Hello teacher. Cô đang không biết bạn nào nói à? Hello teacher. Mai Trang. Nào, cô gọi bạn Mai. Mimi. Ok, Mai Trang con còn nói câu số 3 không? Có bạn nào đang nói nhờ thầy Vương nhỉ? Thấy bạn Lucy với lại bạn nào đang nói đây này. Bạn con bò ngao quả tan rồi nhá. Bạn con bò này. Xin nhật ra cô. Ok, Mai Trang con nói. Bạn Lucy nào. Cô thấy con mở mic rồi đấy. Thêm bạn. Mai Trang. How big was the fish? It was quite big, 10 pounds. It was quite big, 10 pounds. Okay, number 4. Thank you, Mai Trang. Number 4, angry panda. Gấu trúc tức giận. Angry panda. Yeah, number 4. Number 4. It wasn't very difficult. Giúp cô câu hỏi nữa. How difficult was it to find Todd? Okay, it wasn't very difficult. Okay,
And number five, bạn Mi làm luôn giúp cô đầy nhé. Cô đọc thấy có đúng không? Cô đọc tên như vậy có đúng không? Em à? Ừ, đúng rồi con. Rồi, đọc luôn cho cô cái câu mà con vừa làm á. Cô em đọc. How surprised were to we were very surprised. Okay. Surprised. Surprised đó ấy. Đoạn cuối con phải có âm đờ mà. How surprised was Todd? Tên bạn này là Todd, đọc là Todd nhé. Ok. Rồi, sẽ có rất là nhiều cách để mình trả lời cái câu how cộng với tính từ này. Thì mình có thể trả lời bằng con số này. Có thể trả lời về mức độ này. Hoặc là như thế nào nhỉ? Hoặc là mình có thể phủ định hoặc là khẳng định luôn cái câu đó. Giống như là, thế có khó để tìm ra bạn Todd không? Cũng không khó lắm. Đúng không? It wasn't very difficult. Vậy mình có thể khẳng định lại câu đấy hoặc là cho người ta thêm thông tin. Ok. Rồi, rất là dễ thôi. Bây giờ làm quiz. Tất nhiên rồi. Cô đã chuẩn bị cho ngày. Cô block quiz đi cô. Ừ, block quiz. Quiz được làm cả hai bài. Được làm cả hai bài bây giờ. Quiz thì cô không được cướp kiến hoa lắm. Ok cô cho. Cái team đi cô. Team vui hơn. Để cô xem. Team, có cái team. Từ để cô nghĩ. Classic đi cô. Đảm bảo từ. Để cô nghĩ xem nào. Test. Chúng ta sẽ có. Mình sẽ chơi team trước. Nếu mà chơi team mà nó không có hiệu quả thì cô sẽ chuyển sang chơi classic và cuối giờ chúng ta sẽ chơi block it. Ok. Ok. Wow. Hôm nay chúng ta có khoảng 50 bạn trong lớp thì cô sẽ vẫn chia là 5 nhóm thôi. Hơn 50 bạn. Sao bạn? Ok. So everyone, we check the chat box. Mà của quiz là chị cô 2, 7, 8. Quay cô cái 4A4 đó thì quên là con. 4A4 Đỗ Thục Quyên đây sao con, có vấn đề gì không? Cô Hương rất xấu. Cái 4 trong lazy scroll này cô. Cô không phải đọc thứ 6 đi cô. Đâu ở đây. Quét xuống dưới xem con nó có đủ không cô. Cái đội mà lazy scroll sao cô. Cô Hương rất xấu đâu, cô cứ tưởng tượng. Cái 4A4 Đỗ Thục Quyên là con là Lucy. Ờ, cô biết rồi. Ok, rồi, cô nắm được rồi. Thế cô cứ để tên thật thì cũng được. Hoặc rồi, đổ cô. À, Đỗ Thục Quyên Lucy. Thì cô cũng biết. Sau này mình có thể đổi tên rồi mà đúng không? Rồi, có khoảng 38 bạn rồi. Bên workshop còn 7, chỉ có 7. Ờ, uống một nước cái. Tạt nước quá. Em còn bà nghĩa thân. Mai lại bắt đầu một tuần mới rồi đấy. Nhanh thật. Một tuần mới, mắc lờ mờ và trầm kém. Một tuần mới. Trầm kém. 6 giờ sáng dậy. 6 giờ đã phải dậy đó con. 5 giờ con phải đi xe buýt. 6 giờ 40 là phải đi sớm. 6 giờ 6 giờ 50 là trễ nhất chú sẽ đến. Lỡ xe buýt cái là rồi, trường. Rồi vào ngày nắng nó như ngày hôm đó nắng chang chang thì giờ thứ hai sẽ có tiết chào cờ. Con thì có hôm con dậy lúc 4 rưỡi. Ok. Mỏi. Con chị cô không dậy được cái này nữa. Ừ. Bố con làm bộ đội xong kiểu. Cứ mỗi lần dậy sớm bố con lại gọi. Cô chỉ có nhóm Lazy Scrolls của tụi con chỉ có 8 người thôi. Ừ, cô thấy thế rồi. Nếu như mà có thêm một bạn nữa thì chúng ta sẽ add ra. Cô bình thường cô dậy lúc mấy giờ? Cô dậy lúc mấy giờ à? Cô dậy lúc 7 rưỡi.
Bởi vì 9 rồi, không phải phải đi làm. Con đang còn học online. Có 54 bạn rồi cô. Còn rồi. Only 50. Đủ rồi. Đủ rồi. Rồi, chơi nhá. Có thích chơi một người hơn để được đổi nhạc. Ủa cô, sao máy em nó có đúng một câu hỏi duy nhất rồi cô? Đâu. Nó sẽ chuyển sang câu tiếp theo thôi, yên tâm mà. Cố lên các đội. Chúng ta có đội là Walk Slots, Lazy Squirrel, Dancing Slug, Hurtling Turtles và Brave Chickens. Ủa? Mày đấu nhau hơi ghê nè. Cậu con lừa này giỏi thật đấy. Slot thì vẫn giữ vị trí số 1 ngay từ đầu. Có 3 đội tiếp theo là vị trí thay đổi rất là nhiều. Brave Chickens phải cố nhiều hơn một chút nhá. Lady Squirrel không lên lại được rồi. Mình đúng cứ dần dần ở mức đó à. Chém thế. Con đúng 100%. Điểm nhảy nữa nhở, không thấy điểm nó nhảy nhảy nữa nhở. Cái phần trống trống này là sao? Là các bạn khác không làm à? Dạ, tức là câu đó chỉ sai với cô. Sai á? Chỉ dài như vậy thôi á cô. Hay là màu đỏ mà nhỉ? Màu đỏ là phần sai cô. Còn phần còn lại? Nó chưa chạy hết là gì? Thì vẫn đang chạy xong hết rồi á cô. Chắc cái bộ máy của còn cô không chạy. Còn các bạn đang chơi lại từ đầu á cô. À, thế là cô dừng nhá. Để mình còn chơi các trò tiếp theo. Sao mà chơi được lại từ đầu? Cô có nhiều bài lắm. Ok, winner, walk slot. Slot là con lừa, à con lười, không phải con lừa. Con lười lại là chạy đến đích nhanh nhất. Rồi, ok. Con số 1. Cô ơi, có block kiện cho em cô. Hả? Cô nhìn được à? Cuối giờ sẽ chơi. Cuối giờ chơi cô. Cuối giờ chơi blue kit.
nhá. Trời ơi. Rồi. Rồi cô sẽ xem qua nào. How far? Rồi, bạn bơi được nhiều bạn. Bạn bơi được bao xa chứ không phải bạn bơi được bao nhiêu hay là bạn bơi được how long. How long là hỏi về thời gian. Hỏi về thời gian hoặc là về độ dài, nhưng phải không phải độ dài của quãng đường kiểu trong câu này đâu. How far là độ bao nhiêu, bạn bơi được bao nhiêu? Bao xa? Bơi được bao xa? Kiểu giống như mình bơi được 100 mét. Rồi, ok. Bay. Rồi, ok. Next one. Rồi, câu này. Cái gì vậy? Nói nào. Thôi, cô tắt tạm mic của con đi nhá. Trời ơi. Rồi, how many CDs have you got? Bạn có bao nhiêu chiếc CD? CD là danh từ đếm được, nên mình chọn how many. Ok, how strict are your parents? Ok, strict là gì nhỉ? Nghiêm khắc. Bố mẹ bạn nghiêm khắc như thế nào? Ok. Rồi. Chẳng lẽ cô phải hỏi các con là các con trả lời cô này như nào? Cô bạn nào có thể trả lời cho cô này đâu? Bạn là Phúc Khánh có trả lời cho cô này đâu? Nếu như con được hỏi câu này, con trả lời như nào? How strict are your parents? Mà, I don't know. Về mức độ, đúng không? Người ta muốn hỏi. Đây câu hỏi mở thôi, con muốn trả lời thế nào cũng được. They is very. They are very strict. Ừ, đấy, đây cũng là một câu trả lời. Họ rất là nghiêm khắc, bố mẹ tôi rất là nghiêm khắc. Rồi, cảm ơn con. Okay, how old is your brother? How old hỏi tuổi, còn how far? How many is your brother? Trời ơi. Rồi, how old is your brother? Bạn nào viết lên trên này vậy? Lại để cô vậy. Okay. How much water do you drink a day? Nước là danh từ không đếm được, cho nên mình phải chọn là how much. How often do you go shopping? Okay, how often cũng đúng. Nếu như các con muốn hỏi là how many times do you go shopping thì con phải thêm một cái là một cái mình phải khoanh vùng nó vào, một tuần này, một tháng hay là một năm. Đã thế, how many times do you go shopping in a week? Thế thì câu này mới đúng. Nếu không mình sẽ phải chọn là how often. How high can you jump? Bạn nhảy cao được bao? Bạn nhảy cao được bao nhiêu à? Bạn nhảy cao được như thế nào? How far could you swim when you were 7? Okay, câu này giống câu trước, câu giống câu 2. How many English words can you remember? Okay, đúng rồi. Bạn nhớ được bao nhiêu từ tiếng Anh? How fast could you run 8 years ago? Bạn chạy nhanh như thế nào 8 năm về trước? Ok, sao rồi? Cô còn một bài quizzes nữa. Các con có muốn chơi không? Lần này thì cô sẽ cho chơi. Nếu mà chơi thì sẽ chơi một người thôi, hoặc chúng ta sẽ chuyển sang chơi Blue Kid là cái bài này. Muốn như nào? Chơi tiếp quizzes và chơi cá nhân hay là chơi Blue Kid? Cho cái poll đây này. Cho cô tí. Chờ. Làm sao để bật cái poll này nhỉ? Cô quên mất cách bật poll rồi. Ok, thôi nhá, chơi Blue Kid nhá. Bởi vì cô cũng đã hứa với con là mình sẽ chơi mỗi hôm chơi một trò, đúng không? Thank you. Các con nhắn, có nhắn cái gì trong này không? Không biết. Ok. Rồi, Fishing Frenzy nhá. Cô không biết nó như thế nào đâu, nhưng chúng ta cũng phải thử thôi. 5 phút. Time này, chơi time hay chơi wait nhỉ? And after. Rồi, post. Các con check chat nào.
Cô ơi, cô copy lại đường link đi cô. Đấy, link ở trong nhưng mà game ID á cô, game ID không có. Cô copy lại một lần nữa, cô nhấn copy lại. Không có 415997. Đây á. Không, cô copy lại ở trên cái màn hình ấy. Đấy. À, rồi rồi cô hiểu. Rồi. Như vậy mới vô được nè cô, chứ không lại bị copy thiếu à. Khi nào mà nó hiện, nó chưa hiện cái không cho vào. Cái số đăng nhập vô thì copy. Ồ. Rõ ràng lúc này cô copy rồi, thế mà nó không hiện. Ô Hương Kỳ, cô copy cái lúc mà nó chưa có hiện cái số. Đúng rồi đấy, cô không là không còn được là mình lại phải nhập lại. Ờ, đấy chưa? Cô lâu tách lắm rồi đây. Thì nay con vẫn chưa vào được. Cô lâu tách lắm. Ê Kim, có bao nhiêu bạn rồi? 24. Bạn nào mà không vào được thì vào blockit.com gạch chéo play và nhập ID này nhá. Con bò. Trời ơi. Toàn là cái tên gì ấy. Sáng tạo thật sự. Ở trên thì có cô Hương Kỳ, ở dưới thì có cô Hương Xấu. Yeah. Rồi, để xem là bao nhiêu bạn thì cô sẽ cho bạn này. Lúc nãy có tận 45 bạn vào quizzes, thì bây giờ cũng phải đạt được con số đấy chứ nhở. Em đang đăng nhập vào quizzes không? Quizzes? Blockit mà con, Blockit. Blockit thế này. Quizzes là cái khác. Blockit cô. Mình có 38. Cô 40 bạn đã bắt đầu đúng không? Ừ, nói chung là nếu mà các con vào càng được nhiều thì càng tốt. Thì cô cũng phải bắt đầu thôi, nếu không đi hết cô. Rồi. Đợi xíu cô. Cô bấm start đi cô. Số 40 thì cô vào nhá. Một bạn nữa nhá. Dạ. Các số nó đẹp đẹp tí, đỡ lẻ. Người chơi hệ tâm linh. Người tâm linh. Lát nữa kết thúc lớp 9 giờ 9 phút cho bạn xem. Cô 111 máy chơi điện thoại, máy chơi máy tính của 1111 thế đúng rồi. Số đấy là hơi bị tâm linh. 40 rồi. Ôi, bắt đầu. Rồi cô. Tao vẫn vào được. Cô để click to cast your line. Click to reel. Oh. You hook a fish. Answer questions to reel in the fish. Câu cá. Watch out for catching some crazy things. Dễ luôn. Nó che hết màn hình với cô. Các bạn có biết chơi không? Để mình giới. Okay, let's start. Bạn tự làm đi. Mary, nhấn vào màn hình cái cần câu hiện. Đi xuống, nhấn vào trong cái chữ hockey á. Rồi, chơi nhé. Cái thể hiện là cái gì? À, có bạn bắt được cái giày. Là con với cô ạ. Có bạn câu được. Ôi. Là con với cô, buồn. Ồ, có thể hiện lên trên này này. Ơ, nãy giờ không có chờ luôn. Nãy giờ không có hai bạn câu được cái giày. Con với cô ạ, buồn. Cô lại thi ra câu một cái giày. Câu được cái lá bài. Câu được lá bài có đúng không vậy? Bài nó ít điểm lắm. Bây giờ được bao nhiêu là giày? Ơ
ghi câu được của ngoại hành tinh nữa cô. Câu ngoại hành tinh á? Ủa có câu được mạnh á? Quá phô kìa. Ôi, Tina giỏi thế. Tina câu được 5.000. How? Giỏi vậy. Quay lại từ đầu này. Ờ. Yeah, dễ quá, dễ quá. À, sao mọi người lên nhiều nhanh quá. Cái gì đấy? Vui xẻo quá cô ơi. Câu con câu được một cái gì sao cái màn nó hiện ra cái là con cá nhím à? Chúng ta còn 2 phút. Thì để cô vào trên máy của cô xem nhé. Nó xui quá. Ôi cô đứng vô cô. Ôi cô xui đấy cô. Con không hiểu sao cô vào cái gì cái gì cô. Con khuyên cô đừng có vô, con nói thật đấy cô. Cô vô xong cái trên máy cô nó đơ luôn. Bởi vì quá. Cô thử một tí thôi. Còn vài máy thôi. 4, 1, 5, 9, 9, 7. Nhạc này hay. Tôi là người Việt Nam đúng nhất nhỉ? Có câu như nào thế? Có câu gì đây? Cô cứ nhấn vào màn hình vài ba lần. À, đọc có hiện hiện màn hình để các con để ấy đấy. Ai đang đứng bóng à? Mày chết nhìn không? Có che mấy cái con điên này. Ờ, mấy con cá nhím ấy. Khó chết thế này cô. Có câu được một con cá hề rồi. Che hết màn hình. Nếu con trả lời lâu quá thì có mấy con này nó sẽ hiện vào màn hình. Sai rồi cô. Đấy có một bạn. Cô hiện đi. Câu trúng một cái con vật đó được gọi là con vật cao cấp, nó sẽ hiện lên xong rồi vòng vo kiểu vậy á cô. Ồ. Có nghĩa cái đó nó báo hiệu cho là cái bạn nó đang đứng hạng nhất á. Câu được lá bài. Cái con mà to nhất là cái con chú hề. Trời ơi, cô toàn câu được cái gì ý? Linh tinh lắm. Nó câu kiểu cái gì ý? Cô nó kiểu cô đúng một vài điểm với cô. Con cua là yếu nhất. Cô còn câu lúc con câu chưa có 102. Ôi bạn Tina lại đứng đầu rồi kia kìa. Hết rồi. Rồi. Ok, congratulations Tina. Tôi là người Việt Nam được thứ 2 và cuối cùng là PH được số 3. Ok. Rồi. Yeah, con đứng thứ 4 rồi. Ok. Cô hương xấu. Cô hương xấu. Không, không cần phải đọc là cô hương xấu đi. Cô đọc luôn là cô hương xinh. Quên một cái chữ xấu. Rồi. Rồi, xem tiếp nha. Xem tiếp là còn những bạn nào. Chào anh, thứ 12 cô. Đứng thứ 12 à? Rồi, Chúa phù hộ. Con đứng 19. À, 18 rồi. Chúa phù hộ em. Chứ không phù hộ em đâu. Ô, cô không bảo cô miss hơn. À, thế à? God bless. Quá thì dễ luôn. Rồi. Con xem nữa lên top á, cô. Có muốn chơi thêm cái nữa không con? Cô nãy con đi cô làm ơn cô ơi có
vô cô. Cái nữa đi cô. Rồi yên lặng. Chờ blockage. Cô. Xém nữa lên được hạng nhất rồi. Rồi. Đây này cô vật. Cô gửi vào chat đây này. Yên lặng yên lặng. Lúc đó lỡ nhìn màn hình và cái kết. Vào đi các con. Vào đi vào đi. Nhanh 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 nhanh. Hurry up hurry up. Con vào rồi đấy cô. Rồi. Có 12 bạn rồi, nhanh nhanh nhanh. Chuẩn bị nhiều quiz mà lại không làm, phí lắm. Cô cho con xuống mẹ hỏi cô. Ok. Về nhanh nha, để đúng 9 giờ 9 phút thì kết thúc lâu nha. Cô ơi, cô kết thúc lâu vào. Kết thúc. Được bao nhiêu người thì mình sẽ start vậy cô? Một lúc nữa. Đây, các con thấy cái bài lúc đấy khó hay dễ? Khá dễ. Muốn trả lời đúng. Sau đó nó cứ lặp cô lại mấy cái câu hỏi này rồi mình câu lên nãy con câu. Rồi, bởi vì cô để nãy con câu được con bị sắc hết. Lặp lại với cô nó không có giống như là Will làm xong rồi nó không cho lặp lại nữa. Cái này bởi cô để bởi vì cô để thời gian 5 phút cho nên là cứ hết 5 phút thì trò chơi mới dừng, cho nên là những câu này các con sẽ được chơi lại mà. Đấy nên là Thôi cô stop nhá. Các con vẫn có thể vào lại được không? Con có thể vào tiếp tục. Dạ cô ơi. Chơi. Lúc nãy cô phải ếch, bây giờ cũng là con ếch. Có lên giữ streak nha. Bạn nào mà chưa vào được thì vẫn có thể vào lại bằng cái đường link của cô. Thank you.
đảo thêm không? Trời ơi, bạn cô kỳ quá à. Cô bị đẩy xuống rồi cô ạ. Cô bị đẩy rồi cô. Rồi, khi nào chúng ta có top 10 thì cô sẽ dừng trò nhé. Cô bị đẩy rồi. Đẩy. Con lên top 1 rồi. Sao thì chưa là lần 2 không có con được cô. Xin lỗi bạn nhá, nhưng mà mình lên top 1 rồi. Con lên top 1 rồi cô ơi. Ờ, sao cô thấy bạn nào cũng cháy được cô ấy? Cô ơi, em không nhá. Cháy nhiều quá, con cháy một em đầu. Em không có được không? Cháy một đầu cô. Em không cần. Bây giờ con không có chắc là con hạng nhất không? Tại vì còn những bạn còn lại đang làm á cô. Ừ ha. Cô sẽ đợi đốt bạn Vũ Thủy Dương. Con bị đẩy xuống rồi. Con bị đẩy xuống rồi cô. Tội bạn thế, mình có sẽ ôm bạn bằng lý tạo. Bạn Tina lúc đầu đứng thứ nhất, bây giờ xuống 25 rồi. Không, chỉ có cô. Rồi, xong. Thôi, stop cô. Con đang xem coi là liệu con có thể giữ được nhá. Cô ơi, con là bạn nè. Con bỏ cô đẩy xuống rồi, cô stop cô. Bạn nào vậy? Cô stop đi cô, cô bị đẩy xuống rồi. Cô stop đi cô, bị đẩy xuống rồi. Cô stop đi cô ơi. Cô đợi đốt bạn Hoàng Anh. Cô đợi đốt bạn Hoàng Anh. Ôi cô đúng là đợi cô. Cô đợi hoài. Bạn Hoàng Anh nhiều mới là tốt rồi. Ok, này. Cô đẩy xuống là cô đợi nó. Thôi thôi, cô end đi cô. Cô end đi cô, con nhìn nó mà. Cô bạn này làm lại là không được đây này. PCR thì A1 làm lại là không được nhá. Cô end đi cô. Hoàng Anh làm đốt. End đi cô, kệ bạn ý. Con bị đẩy xuống bây giờ cô. Đúng rồi cô. Cô trời trời ơi, những tin đây là những tin rơi nha Hoàng Anh nhá, cô giữ nhá. Bị đẩy xuống bạn cô lên rẫy nhão nhẹt. Bạn này cô sẽ không chấp nhận. Bạn Ikea 9A1 đây này. Bây giờ làm lại bị đất cục cô em mẹ nghe mẹ cha. Cô bị đẩy xuống rồi. Cô ép đi cô. Cô miệng con rơi bây giờ cô. Cô bị đẩy xuống rồi. Đi rồi. Em đi cô chứ lên cô. Em rồi. Rồi sao cô em lâu quá bị đẩy xuống hạng top 7 rồi cô? Con bị đẩy xuống hạng 17 rồi đấy. Con bị đẩy xuống top 7 rồi cô ạ. Ai em là thần? Trời cô. Ai em con bò ngáo thần. Master luôn. Rồi bạn Hoàng ăn 100% kìa cô. Con bị đẩy xuống top 7 rồi. Nhưng mà không lên được top. Tại vì không có đủ strength. Bạn ấy làm chậm. Ừ. Sao đứng tư nằm nhưng mà làm mà chưa được nhanh. Bạn này làm lại lần nữa là không được chấp nhận nhá. Bạn ECA để nhá, 9A1 nhá. Sẽ có hai. Không có dấu chấm thích đi. Thứ hai là em làm đầu tiên còn cô câu hỏi tí là cái câu nó có dấu chấm than hay là bị làm sao nhỉ? Là hết thời gian. Không làm ấy ạ. Chưa làm. Không làm. Là hết thời gian không làm được. Hết thời gian đi cô. Xem mấy giờ? Bây giờ là 9:14 rồi. Chơi tiếp đi cô. Thế mà cô bảo là sẽ dừng vào lúc 9 giờ. Con thức khuya được. Giỡn. À 9 là 9 phút cơ mà. Ok, được rồi. Cô bảo là lớp sẽ dừng lúc 9 là 9 phút cô. Thế mình chơi thêm một cái quiz nữa còn gì. Rồi. Thôi, con vui là được không? Chơi lớp rồi, bye bye. Chơi vui không? Con chơi có vui không? Có à. Dạ có. Rồi. Giờ buồn ngủ cô ơi. Ừ rồi. Cái buổi sau chúng ta chơi tiếp nha. Học tiếp. Lần đầu tiên con được lên top 1 với cô. Ủa tay, ủa tay. Ủa ai tắt mất mic của các bạn rồi. Ok. Phải bạn ao ở đấy. Rồi 9:15 cũng là giờ đẹp rồi. Nhá, cảm ơn. Chào cô. Chào cô. Mọi người chuẩn bị tinh thần thứ hai đi ha. Chuẩn bị tinh thần. Bye bye nhà. Con chào bye cô. Bye. Ôi chào cô. Riêng của em rất là thấp. Ác mộng của học sinh ngày thứ hai đầu tuần. Điểm mà. Ngày mai là ngày buồn. Còn sự bất, còn năng lượng.
áp lực thứ hai môn học sinh đó chính là vào thứ sáu, tại vì sau khi học rất nặng nề thì đến thứ bảy chủ nhật phải làm việc nhà nữa. Mai là ngày buồn nhất của con. Thôi đi ngủ ngon, mai chúng ta đi học tiếp nhá. Chúc cô ngày ngon. Cô gặp con thân em tuần sau. Chào cô. Buồn ngủ. Chào con ngủ, con bò ngáo đã. Con vẫn chưa ngủ. Phải ngủ đi, cô đi ngủ đây, bye bye. Hôm qua con ngủ.